Okay, tiếp tục này. Câu hỏi số 1 của bạn Thanh Nguyễn là gà 11 tháng tuổi tiêu chảy ủ rũ không chết liền mà càng ngày càng ốm đi là bệnh gì? Thì hiện tại bây giờ cái gà của bạn Thanh Nguyễn ấy, bạn đang hỏi là gà trọi chứ không phải là gà thịt. Nên là nếu mà gà trọi mà 11 tháng rồi mà nó vẫn gầy yếu thì đầu tiên bạn phải kiểm tra lại xem là phân rác của nó như thế nào. Tiếp theo mình sẽ kiểm tra một số bệnh liên quan đến virus xem là nó như thế nào. Ok không à, bạn Nguyễn Thanh thì hiện tại bây giờ bạn đang nhắn tin cho tôi ở bên tin nhắn ấy, bên tin nhắn của Zalo ấy thì bạn cứ nhắn nhá. Bạn cứ nhắn sang bên đấy tôi xem được cái tin nhắn của bạn, tôi sẽ trả lời cho bạn chi tiết hơn nhá. Ok nha bạn 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 Thanh Nguyễn nhá. Mình phải có hình ảnh các thứ. Rồi ok. Rồi bây giờ tôi sẽ trả lời các câu hỏi này. Thứ nhất là có bạn bạn Bùi Văn Thực ấy, bạn Bùi Văn Thực ở trên Zalo bạn hỏi có hỏi Xuân Trịnh là bảo anh Trịnh ơi, ở lúc sớm em thấy anh có đăng một cái anh có đăng một cái gian anh có đăng một cái video thông báo là anh có lợn heo, anh có heo bán đúng không? Đúng rồi. Thì hiện tại bây giờ xin giới thiệu với toàn thể 41 anh em đang xem livestream ấy, là hiện tại bây giờ tôi đang kết nối và tôi đang giúp người chăn nuôi Việt Nam, đó chính là nhập heo hậu bị từ Thái Lan về và đem cách ly ở Việt Nam khoảng 21 ngày, làm giấy kiểm dịch các thứ đầy đủ để cho con heo lái sau khi nó khỏe mạnh sau 21 ngày cách ly dịch thì nó trở lại bình thường và tôi sẽ bán cho các trang trại chăn nuôi heo lái để người ta có cái giống tốt, người ta có cái giống lái tốt để người ta phục hồi chăn nuôi sau cái đợt mà dịch tả châu Phi và sau cái đợt căng này. Tại vì tôi biết một điều rằng là heo ở Việt Nam mình hiện tại bây giờ nó đang thiếu trầm trọng nên là nó đẩy lên cái giá rất cao và tôi sẽ quay trở lại cái ngành bán giống heo heo giống để giúp đỡ bà con chăn nuôi. Tại vì trước đây ấy, tôi thấy có rất nhiều cái nguồn heo khi người ta bắt thành CP, bắt ở trại lọ trại chai kia nhưng nó không chuẩn, nhưng mà lần này tôi đưa một cái giống heo ở bên Thái Lan về, nó có kiểm định, nó có lý lịch cái thứ đàng hoàng để bán ở tại Việt Nam, nên là các bạn nào mà nuôi heo ấy thì có thể liên hệ với Xuân Trịnh. Số điện thoại của tôi là 0977 809 555, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cách nào để các bạn đăng ký mua được heo lái nhá. Heo lái hậu bị về để mình phục hồi đàn. Và hiện tại bây giờ con heo lái nó đang rất giá trị nên là các bạn nhớ là mình phải có kiến thức, có kinh tế thực sự thì mình hãy bắt đầu mình nuôi. Còn lại mình đừng có phô phập quá, thấy người ta là nó làm được mà mình không có kỹ thuật mà mình nhảy vào là dễ đòm lắm, như chưa anh em? Anh em nhớ nhá. Ok rồi, anh em đang xem livestream của Xuân Trịnh, nếu mà rõ rồi thì các bạn comment cho tôi chữ rõ và chia sẻ cái livestream này ra để nhiều người nhận được giá trị hơn. Nếu mà các bạn muốn nghe tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình ấy, thì các bạn có thể đặt những câu hỏi tuyệt vời, những câu hỏi nào mà các bạn thắc mắc để giúp cho Xuân Trịnh có thể tư duy được tốt hơn, giúp cho tôi lục bộ nhớ ở trong não nó tuyệt vời hơn, và lúc đấy tôi sẽ chia sẻ giá trị cho các bạn, nó kiến thức nó chuyên sâu hơn. Rồi ok các bạn, nếu mà đã nghe rõ rồi thì comment chữ rõ và chia sẻ cái livestream này ra để nhiều người xem nhé.